cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nga sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái món gọi là cũng khá là đặc biệt tại Sài Gòn nhá. Thế là món nó khá là phổ biến tại Sài Gòn, nhưng mà ở đây thì có một cái rất là đặc biệt là cái tên nhá, cái tên là Cô Chạnh. Hiện tại Nga đang ở số 104 Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Đây, đây là con đường Vạn Kiếp này. Thì ở trên con đường này có rất là nhiều món ngon, nhưng mà cái món mà đặc biệt và để cho mọi người phải chú ý đó là cháo lòng cô chạy nha nha. Thì tại sao có tên này và cái giá mỗi phần như thế nào và vị ra làm sao mà có những cái điều đặc biệt như vậy, thì bây giờ thì Nga sẽ chia sẻ cả nhà nhá. Hãy theo chân Nga nha cả nhà ơi. Rồi đây nha cả nhà, cháo lòng cô chạy này. Thì không biết là cái lý do nào mà lại có cái tên đặc biệt như vậy. Đây cái nồi cháo sôi này. Đây. Đó cháo luôn em. Không kịp hết em rồi nè. Đây, đây là rau em. Rồi, một cái tô cháo lòng đầy đủ đã hoàn thành rồi nha cả nhà. Thì trước tiên là phải no cái bụng trước đã, sau đó thì Nga sẽ chia sẻ cả nhà là tại sao cô lại có tên là Cô Chạnh nhá. Và quán này lại đặc biệt rất là nổi tiếng nha cả nhà. Thì thường cái quán là đông khách vào cái buổi 6 rưỡi nha. Đây. Bây giờ Nga sẽ thử nha, có thử cái hương vị ở đây nó có ngon không. Đây nha. Rồi con cảm ơn cô. Rồi quá cho nên Nga sẽ ăn trước, ăn thử trước nha. Đây cả nhà cũng ngắm đường phố trong lúc ăn này, đường Vạn Kiếp này. Nó nằm ngay trên cái mặt tiền đường Vạn Kiếp luôn nha cả nhà. Là số 104 Vạn Kiếp luôn nha. Đây. Đây, đối diện là tiệm cơm gà Ba Ngon. Đây, đông nhất là khoảng 8 giờ là đông nha nha. Bây giờ thì mới đi ăn lúc 7 giờ tối thôi. Cho nên là cũng khách chưa đông lắm. Rồi. Đây, Nga vẫn còn lo ăn nhưng mà vẫn hơi tò mò là tại sao lại có tên là Cô Chạnh nữa. Chắc phải có một cái điều gì rất là đặc biệt ở đây nha. Đây bây giờ thì Nga sẽ thử cái cháo này coi thử có ngon này. Giới thiệu gia vị với cả nhà nhé. Thì nếu mà ăn cháo lòng á, thì mình nên bỏ một xíu ớt cho nó thơm này. Bỏ gừng này. Đây là một trong những cái gia vị không thể thiếu nha. Đây, gừng, ớt và chanh này. Mình muốn ăn chua thêm xíu thì mình có thể bỏ chanh vô nha. Đây. Wow. Đây nè, có tim này, có ruột non nữa nha. Còn có thêm quẩy nữa nha. Nếu ăn quẩy thì mình có thể gọi quẩy nha. Ở đây là một phần đầy đủ là 25 nha, còn một phần đặc biệt là 38 ngàn. Ở đây là hiện tại đây là phần đặc biệt này nha. Đây, rất là ngon. Wow, ngon quá. Wow, quá là thơm ngon hấp dẫn luôn. Cái phần này là 38 ngàn cả nhà. Ngon quá, thơm quá. Đây. Vị cháo rất là thơm nhẹ nhàng. Mình nhớ là khi ăn là mình nên bỏ thêm gừng cho nó có mùi thơm nha. Ớt nữa cho nó cay cay này, rất là ngon. Wow. Thấy là đông. Đây. Ăn một chút xíu là gần hết một tô rồi nha. Đây, có huyết này.
là dễ thương luôn. Cái này mạnh lạnh không? Cô rất là dễ thương các bạn. Bạn Hà ơi, sau khi ăn uống no nê thì bây giờ thì Nga sẽ biết Nga sẽ hỏi cô là với cái lý do vì sao, hãy tìm hiểu là lý do vì sao mà cô có tên là cô Chạy nha. Thì chắc có một cái điều gì đó đặc biệt đây. Thì cả nhà hãy cùng Nga để tìm hiểu cái điều đặc biệt đó nha. Đây, cô đây là cái cô có một cái quán cháo lòng và có biệt danh là cô Chạy nha. Cô ơi, tại sao dân mạng lại đặt cho mình là biệt danh là cô Chạy vậy cô? Ủa mà lý do vì sao mà những người đó đến mà cô chưa có bán cô? Chưa xong công việc. À, có nghĩa là lúc đó là chưa có ngon đúng không? À, đấy. Cả nhà thấy không? Cái tên là cô Chạy nhưng cô rất là vui tính, rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình muốn là khách ăn ngon nhất đúng không? Đó. Dạ. Đấy. Thì bây giờ thì con đã biết lý do tại sao rồi. Thì cái tên này có tên lâu chưa cô? Mới 6 tháng nay vậy. 6 tháng nay. Đây. Mới 6 tháng nay à. Có thể là cái do cái biệt danh đó cho nên là cái quán càng ngày càng thu hút là những cái bạn trẻ tò mò đúng không cô? Đây. Dạ. Nãy con mới ăn xong, quán rất là ngon. Thảo nào mà nói cái buổi nào là ở đây là mình đông nhất cô? Ở đây hả? Dạ đông hơn. Bây giờ cho nên là cũng phải ông đông hết á. Bắt đầu bỏ cửa bán. Dạ. Vậy là mình bắt đầu bán từ lúc mấy giờ cơ? 6:30 vậy. Dạ. 6:30. Vậy là mình là 12:30. Vậy là mình là cháo là nhưng có những cái phần nào cô? Gan, dồi, phèo, tim. À. Đây. Vậy là cái phần trung bình mọi người ăn là bao nhiêu? 25.000. Dạ. Có bánh đầy đủ. Dạ. Cảm ơn em. Để dạ. Cảm ơn em. Bánh đầy đủ là 25, còn cái phần đặc biệt cô? 23 là 28. Dạ. Có cái sự chênh lệch cao như vậy thì không biết là trong cái món đặc biệt là mình có thêm những gì vậy cô? Thêm nhiều em. Ồ. Tim nè, gan. Dạ, nè, đây. Thao nè. Wow. Đó, thao đồ ăn nè. Tim nè, teo. Dạ. Thao. Ồ. Hấp dẫn quá. Nhiều lắm, một ngày là bán là 3 ký tim. Ồ, gan là phải 6 ký. Dạ. 3 ký tim thì tầm bao nhiêu quả cô? Dạ. 3 tim hả? Nếu 3 ký thì khoảng có tầm 10 quả, 11 quả. Dạ. Cái thời gian mà mình chuẩn bị những cái đồ, cái nguyên liệu này thì nó có lâu không cô? Lâu, em bán từ lúc làm lúc 12:30. 6:30 có bán em. Dạ. Cô lấy một cháo, cô bỏ giá là ăn ở đây. Còn bánh không em? Dạ, không lấy bánh, không lấy giá. Còn bánh không giá. Đây, xem nguyên liệu cô chuẩn bị này. Ở đây là được đựng bằng tủ kính nhé. Cô đựng rất là sạch sẽ này. Này, cả nhà thấy không? Nguyên vật liệu này. Thì cô bán tại số 104 Vạn Kiếp nhé. 106 Vạn Kiếp. 106 ạ. Dạ. 106 Vạn Kiếp nha cả nhà. Nếu cả nhà mà mình thấy hấp dẫn thì cả nhà có thể đến đây để mình thưởng thức. Và biết là cái biệt danh là cô Chạy nhưng cô thật sự là dễ thương cả nhà. Và còn rất là nhiệt tình với khách nữa. Thì cái lý do rất là đơn giản là khi mà đến giờ bán mà có rất nhiều khách đợi. Tại vì là cái món cháo ở đây rất là ngon á. Mà lúc đó là cô chưa đến giờ bán cho nên cô chưa bán. Tại vì là cái món cháo đó là chưa nấu nhừ thì nó sẽ không ngon. Cho nên là cô muốn là khách của mình thưởng thức những hương vị tuyệt vời nhất. Đấy. Cho nên mới có biệt danh rất là hay như vậy nha cả nhà. Đây. Đây một tô nè, đầy đủ nè. Dạ. Đây, mình hãy cùng coi nha. Có cái quẩy cô này. Đây là có quẩy nè. Đây, có hành phi nè. Có hành lá. Ớt luôn. Wow. Hello bạn Châu. Wow. Ngon. Trời ơi, ăn hết một tô rồi. Cá lòng ở đây ăn rất là tuyệt vời. Trời ơi. Trời coi kìa, ăn mà tập trung chuyên môn luôn. Đấy, thế bạn chồng nó biết lý do vì sao là cô Chạy là có tên như vậy chưa? Cái hàng đặt cho cô tên là cô Chạy. Tại vì cô làm mệt quá, là cô bán không ít nói á. Người ta thấy là cô vừa thương nhưng mà
mới nói nhưng mà đã là tôi cô chạy à. Cho mọi người thấy nghỉ lại thấy của cô á. Với lại do cái thời gian cô bán là ví dụ 6:30 đúng không, nhưng mà lúc đó có rất là nhiều khách hàng đợi nhưng mà cô chưa bán thì muốn cái cháo nó nhừ hơn và ngon hơn đấy, cho nên là khách hàng đặt tên đó thì nó đặc biệt hơn. Trời ơi. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Đây, bây giờ thì Nga sẽ thưởng thức món bánh tráng trộn nha.